Tiệm hớt tóc của Nguyễn Đăng. Nào đăng lên. Chiều nay chuyên mục đời sống miệt thứ. Quay con đi nha. Quay con chứ hả? Quay con đi. Rồi. Sao? Giờ sao? Vợ nhà sao? Con đâu có vợ nhà đó, liên hệ với anh em của con. Tên gì? Tên Thanh Điền. Rồi, số điện thoại. Địa chỉ nhà trọ bên Đăng. Số điện thoại con 0813 053435. Chi phí vợ nhà làm sao? Chi phí vợ nhà làm sao? Nhiêu tiền đấy? Chi phí vợ nhà thì theo cái mới lãnh được. Còn cái này bao nhiêu tiền nè? Cái này lãnh nó chừng có 1,5 triệu à. 1,5 triệu phải không? Hết luôn hết rồi. Rồi ok. Rồi bà con nào cần vợ nhà thì liên hệ theo số điện thoại vừa mới công bố. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo phát triển kinh tế là hai nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh tập trung chỉ đạo thực hiện đạt những kết quả tích cực. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nuôi và thu hoạch các loại thủy sản được 9.601 ha, sản lượng 3.282 tấn, đạt 79.35% kế hoạch. Diện tích thả nuôi tôm càng xanh 1.108 ha, đạt 227%. Vận động nhân dân lắp lại vụ lúa mùa năm 2021-2022 đạt 100% kế hoạch.
chỉ đạo phát triển và duy trì hoạt động kinh tế tập thể. Toàn xã hiện có 6 hợp tác xã và 19 tổ hợp tác sản xuất, có 287 thành viên tham gia, hiện đang hoạt động hiệu quả. Đã triển khai thực hiện dự án tôm lúa hữu cơ tại hợp tác xã Thành An và hợp tác xã Thành Hòa, có 332 hộ với 606 hecta. Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được tăng cường, đã xây dựng hoàn thành 4 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động hỗ trợ, mỗi căn trị giá 55 triệu đồng. Công tác chăm lo đời sống cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ được thực hiện đúng quy định, đã hỗ trợ cho 409 đối tượng với số tiền 613 triệu 500 ngàn đồng. Thực hiện tiếp nhận và cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 1.576 khẩu với 23.640 kg gạo, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng. Ngoài ra, Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam xã, các đoàn thể xã đã tổ chức vận động các nguồn hỗ trợ được 650 xuất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Trong 3 tháng còn lại của năm 2021, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ngành, các ấp tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được với những thuận lợi, đồng thời khắc phục khó khăn mắc để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mà nghị quyết đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2021, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh, tình hình dịch Covid-19 cũng diễn biến phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến kinh doanh sản xuất tại địa phương. Nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hưng A đã tập trung nguồn lực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát các chỉ tiêu giải pháp đã đề ra. Do đó, tình hình kinh tế xã hội ổn định, có chuyển biến tích cực, đúng định hướng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4.212 tấn, đạt 85,1% so với kế hoạch. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, trên địa bàn có 5 hợp tác xã và 6 tổ hợp tác. Riêng hợp tác xã Tân Quy nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao, thu hoạch 8 ao, lợi nhuận 1,1 tỷ đồng. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Trong 3 tháng cuối năm 2021, xã Đông Nga tập trung nuôi thủy sản các tiểu vùng theo kế hoạch, chú trọng dùng chuyên nuôi trồng thủy sản và dùng chuyên tắc rừng phòng hộ, thả nuôi các loài thủy sản phù hợp như tôm thẻ, tôm biếc, cua, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồ giao thông nông thôn bằng bê tông theo danh mục đã đăng ký, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% trở lên.